Hello, ok bật live stream rồi mà ta chờ tí anh em nhá, anh em đợi 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 mình đợi đợi mình tí nhá, mình setup lại cái camera các thứ đã. Đấy, bật cái link donate lên. Rồi, ở đây đua. Anh em nào thích donate hay là ui. Rồi ôi, hôm nay không có donate rồi. Rồi. Điểm danh bằng cách bấm like nào. Chào anh em nhé, hôm nay tôi bắn nhá. Hôm nay tôi bắn là tôi run lắm, này gặp Ấn Độ. Tay chân run rẩy quá. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Hôm nay bắn về Ấn Độ, tay chân rất là run rẩy luôn, rất là sợ. Sợ là gì? Sợ là thua bị anh em chửi. Rất là sợ luôn. Hiện tại thì các bạn đang tham gia giải Master cái gì ấy, Master BC gì ấy, còn tôi đang bắn giao lưu với Ấn Độ. Tại ông Ấn Độ ấy suốt ngày hẹn hò, tôi gọi gọi điện các thứ bảo là hey, em nói giọng Ấn Độ nhá, kiểu sau khi Việt xuất ra tiếng Việt tôi xem nào. Quầy nhà ăn hài à, ăn hài có thể làm một cái trận đấu là giao lưu giữa Ấn Độ và việc làm không đó hả? Đấy, thế là tôi mới bảo là ok, các bạn, chúng ta có thể giao lưu một trận đấu nhưng mà thắng thua không quan trọng, và bắn hay quá thì đừng bảo là bọn tao hack. Đấy, thế là thằng Ấn Độ bảo, ai da, ok dài à. Mặc dù là thanh niên đấy có râu ria mà cũng khá là lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ thích kiểu xưng hô là tôi và bạn. Đấy, cái ông đấy thì tôi nghĩ là bằng tuổi bố tôi. Không biết là có bằng không, nhưng mà theo như tôi nghĩ là người Ấn Độ người ta sẽ nuôi râu. Có khi là bằng tuổi tôi đi chăng nữa thì như nào cũng kệ thôi. Chung là hôm nay chúng ta sẽ được xem một trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ mà như anh em đã nói rất nhiều rồi. Có like buya không anh? Có nhá. Đấy, như tôi đã nói rất nhiều lần rồi là bắn thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là giao lưu. Giao lưu giữa hai quốc gia, và anh em biết là cái định luật vật lý của Ấn Độ đấy, nó sẽ là nguy hiểm lắm anh em ạ. Ví dụ đạn nó có thể bay bất cứ nào vào đầu. Mà bên Ấn Độ tôi giải thích sơ qua ấy, thì bên đó có một thanh niên tên là Smooth Thor. À Smooth. Cái thanh niên Smooth đấy bắn rất là ghê luôn đấy, phải nói là kỹ năng phải gọi là hàng đầu của cái Ấn Độ luôn. Tôi nói vậy anh em đủ hiểu ấy, đúng không? Anh em nào xem những cái trận đấu vừa qua thì anh em cũng biết là Smooth là thanh niên có kỹ năng bắn như nào rồi. Bắn rất là hay, một mình có thể gánh cả team Ấn Độ. Đó. Thì trong ngày hôm nay các tuyển thủ chúng ta đều đi đấu giải Master BC hết rồi, còn lại một mình tôi bơ vơ lạnh lẽo, một mình chỉ có biết là đi giao lưu với Ấn Độ để học hỏi kinh nghiệm đấy. Hy vọng là anh em vào thì bấm cho mình một cái nút like để chúng ta cùng chứng kiến cái trận đấu lịch sử này. Hôm nay Đức Mõm sẽ bắn nha. Hôm nay tâm trạng tôi không có tốt, tôi nói trước là như vậy nhá. Rồi sau đó là anh em tí nữa anh em chửi tôi như nào mà tôi mặc kệ, tôi không biết đâu ấy. Hôm nay tôi tâm trạng rất là không tốt, và tôi không hôm nay tôi đã bị kiểu như là mệt mỏi trong người ấy, là tôi không có muốn bắn cho lắm, nhưng mà tôi vẫn phải bắn bởi vì hôm nay thiếu người. Quỳnh Tạ này, Sida này, Lê Bình này, xong là thằng Ken BC này, đã thế thì tất cả anh em BC đều đi tham gia cái giải đấu chung kết đấy thì nói thật là rất là buồn luôn. Một mình tôi phải đi năn nỉ từng thằng một, thằng Hùng mõm em tôi phải năn nỉ: Hùng ơi, mày kiếm cho anh được hai thằng nữa nào đẹp dai khoai to một tí cho anh cho đi bắn về Ấn Độ đấy. Tìm mãi mới được ấy, không phải là có ngay đâu. Trận đấu với Ấn Độ thì nói chung là tôi thấy là bên đối thủ là bắn rất là hay đấy, tôi bắn ngu lắm anh em, cho nên là anh em đừng có chửi được chưa. Chúng ta chuẩn bị thôi. Ủa, tôi nhớ là tôi cài cài cái thum live stream rồi mà ta. Không sao hết, không sao hết. Đợi 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 một tí nhá. Clip hôm nay anh em nếu mà có xem rồi thì bấm like cho, quay lại bấm like nhá. À, tôi nhờ anh em một tí, hôm nay tôi có ra một cái clip mới. Hôm nay mới ra được cái clip mới. Đây, chờ tí nhá. Chờ tí nhá, anh em bấm 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 like nhá, vào bấm like để có động lực ra thêm nhiều clip rồi vào lại xem livestream tiếp nhá. Đây, ui cái gì hôm nay Kelly ra clip gì đây? Chỉ dùng đồ màu hồng lấy top 1. Ui giời.
Tướng cái gì? Đơn giản. Đây. Anh em vào cái clip mới nhất của thầy ngày hôm nay. Ơ không phải livestream, hỏi livestream. Tí vào livestream xem sau. Đó, hôm nay thầy mới ra một cái clip mới này này. Hy vọng anh em vào bấm like nhá, bấm like nhá. Cảm ơn rất nhiều. Bấm like một cái rồi anh em ơi. Bởi vì là động lực ra clip mà anh em. Ra bấm like giúp mình nhá. Đó, để tôi xem, tôi ngồi đây tôi xem là like nó có nhảy lên không nào. Đấy, cái clip mới hôm nay này. Vẫn chưa hề nhảy cái số lượng like lên. Anh em ấn like nào, ấn like nhiệt tình clip mới nào để mai có động lực ra thêm những clip hay hơn nào. Còn sau đó là anh em bấm like xong anh em quay trở lại để xem live stream nhá, để xem cái trận đấu lịch sử giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hôm nay tôi bắn luôn nhưng mà tôi bắn hơi ngủ bởi vì hôm nay tôi không có tâm trạng. Đấy. Ơ bấm like rồi mà sao like nó không nhảy lên ta? Clip mới nhất của Đức Võng trong ngày hôm nay nhá. Ok, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung trở lại với cái màn hình chính của game. Mày gọi được chưa? Em chơi ạ, Hùng Huy thách đấu nhá. Ok, có trong quân đoàn không? Có trong quân đoàn. Ok. Rồi, quay trở lại và anh em ấn like vào, ấn like ở cái live stream nào anh em ơi. Tôi đang rất là nóng rồi, không biết là mấy thanh niên Ấn Độ đang làm gì nữa. Vào tập luyện tí, tập luyện kéo tâm cái nhá. Lâu rồi cũng không chơi game rồi. Đói quá. Hy vọng là Mon mua cho cái bánh mì để ăn. Bây giờ giá như mà được ai đó mua cho cái bánh mì để ăn thì tốt biết mấy nhở. Nhở. Đói quá. À ta vào tập luyện một tí là. Úi xồi. Ra đạn là nó vào đầu nhưng mà không biết là trong trận nó có vào đầu được không nữa. Rồi. Luyện lục bạc để tí vào bắn one shot đấy. À đây, tiện thì test luôn cho anh em xem là tôi có sử dụng phần mềm thứ ba hay không nhá. Bắn vẫn vào người này. Đó. Đó. Đây từ. Ui giời ơi, mấy hôm nay tập luyện nhiều quá xong à cả ngày hôm nay kiểu thừa thắng bắn luôn đấy. Ui giời ơi. Alo bro. Yes bro. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Good. À. Okay. Be bot. Ready for today. Bot. Are bhai. Isko guys ye alag hai. Isko bol de do. India. India bot. Guys, सच में यार आज सच में ना रुलाने वाले हम लोग इनको. मतलब कोई भी स्क्वाड आ जाए ना, आज पूरे यहां पे मूड में है. नोट और विलाज भाई भी आने वाले हैं. फर्स्ट गेम हम लोग कैसे भी करके खेलना है यहां पे. इंडिया बोट दिस 1070 बोट लुक भाई जैसे ही ये बोले रहा भाई लुक Okay, 7-0 this time. Ok, anh chuẩn bị thôi. Từ nhá, chuẩn bị thôi. Tôi vừa gọi điện cho cái ông Ấn Độ xong. Thì ông Ấn Độ bảo là bạn khỏe không? Tôi bảo tôi rất khỏe. Xong rồi tôi hỏi ông ấy khỏe không? Ông ấy bảo là đang run quá bởi vì Việt Nam bắn quá hay. Đấy. Nào, chia sẻ nhiệt tình cho thầy nào anh em ơi. Hôm nay thầy bắn nhưng mà thầy bắn hơi ngu thì có gì anh em thông cảm nhá. Ui giời ơi, tập luyện lại cái thao tác một tí vào bắn cho đỡ run. Nghe nói là bên bạn là có cao thủ one shot đúng không? Cao thủ one shot gặp Đức Mõm là đầu đội cái shot luôn. Ui giời ơi. Sao nay Sakun bắn không vào đầu ta? Sakun bắn không vào đầu nhỉ? Ôi giời ơi. Khéo là tôi chỉ hợp với cây lục bạc anh em ạ. Lục bạc này. Đó, tôi chỉ hợp với cây lục bạc thôi. Chúng ta cùng chưa ấn like à? Ấn like đi. Ơ kìa. Ta xem live stream này không ấn like xem chùa à? Tính xem chùa đúng không? Xem chùa là cho cái dép vào mồm đấy. Hôm nay là không có link donate rồi. Không có tiền tiêu rồi. Tôi cần giao lưu với một bạn để học hỏi kỹ năng bắn gì bây giờ nhỉ? Bắn lục bạc đi. Giao lưu một trận trước khi vào trận đấu nhá. Tôi còn khá là nhiều thẻ đây.
Tạ Phong này, mật khẩu 4 số 1 này. Lúc bạc nhá, bắn lúc bạc thôi nhá. Chỉ bắn lúc bạc thôi, nhớ chưa? Ok, bắn 7 ván thôi. Ok, tôi chuẩn bị tạo phòng này. Thôi, từ, tôi tạo phòng để chuẩn bị vào trận đấu này. Phòng này tên là Việt Nam. Không, Việt Nam phải viết hoa. Việt Nam VS India Bot. Đấy, Bot. Hợp lý luôn. Từ á, tôi sẽ tắt cái màn hình đi để tôi lộ diện cái mật khẩu nhá. Đấy, tôi tắt cái màn hình đi, tôi lộ diện mật khẩu. Mật khẩu là gì khó ta. Đấy, xong rồi nhá. Rồi chúng ta cài đặt những cái phần khác nữa là ok rồi. Rồi. Cửa hàng ngẫu nhiên, à cạnh tranh. Bắn như này, rồi cái này. À, không kỹ năng nhân vật này. Kỹ năng nhân vật không có này. Sát thương. Từ. Kỹ năng nhân vật không có này. Vật phẩm không có này. Giới hạn đạn không này. Hòm tính không có này. Còn gì nữa ông ta? Đúng không nhở? Đúng không ta? À, hôm nay bắn xăng ngày ban đêm đi. Ờ, ban đêm nó mới hợp lý. Đúng rồi. Lần đầu tiên chơi ban đêm. Đấy, như này ok rồi. Quan sát để tầm 16 thôi. Ok, make to room. Để gửi ID phòng. Ok bro. 7 4 3 6 6 3 3 9. Mật khẩu là không anh em nào mò được đâu, cho nên là đừng có mò. Mò làm cái gì? Ngồi xem đi. Đừng có mò. Đây rồi. Không kỹ năng nhân vật không skin súng như này đúng chưa ta? Không kỹ năng nhân vật này không skin súng này. Kỹ năng nhân vật không có này. Không skin súng này. Không vật phẩm này. Ngắm bắn. À ok rồi đấy. Ok rồi đấy. Anh em chuẩn bị chiến đấu rồi. Đợi mấy ông kia ông vào. Ui. Ờ đúng rồi. Tăng. Anh em bấm like cho cái livestream này lên được nhiều phím like nào, nhiều cái nút like nào. Hôm nay thầy bắn nhá, mà hôm nay thầy rất là run luôn bởi vì điều hòa lạnh quá. Mon ơi. Mon giảm điều hòa cho. Hả? Cái gì đâu, cái ống cơm thôi mà. Em tăng cái điều hòa lên 25 hộ anh ơi, lạnh quá. Lạnh sun bòi. Lạnh quá, tăng điều hòa cho anh ơi. Lạnh quá. 500 máu anh ơi. Thôi, 500 máu dở hơi à. Bắn 200 còn chưa xong. Tôi hôm nay tôi rất là run cho nên tay chân tôi bắn mà kiểu ngu thì các bạn thông cảm nhá. Các bạn bấm like cho mình nhá. Còn từ á, để thể hiện cái tinh thần của Việt Nam, chúng ta sẽ bật cái bài nhạc như thế này. India Bot. India Bot. Anh em hãy chat là Ấn Độ. À không, anh em chat là như này này. India. Có mấy ông ở bên Ấn Độ cứ qua đây xem livestream ấy. Anh em chat là India Bot. Xong rồi anh em thêm cái ký hiệu fuck you vào đấy cho nó buồn cười. Tôi không xui dại anh em bậy đâu, nhưng mà mấy ông Ấn Độ bố láo lắm. Sang Việt Nam toàn chửi Việt Nam là gà bot. Xong rồi người mới chơi game, xong rồi lại còn thêm mấy cái ký tự con dao các thứ nhìn kinh chết. Thay vì con dao chúng ta có thể dùng ngón giữa mà anh em, đúng không? India bot. Bot. Mật khẩu như nào? Khả năng là không, anh em không nên biết. Biết anh em vào anh em phá chết. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có cái nhạc lên nó hay hơn. Nhạc này đi. India bot. Hôm nay tôi sẽ là người bắn luôn. Bởi vì hôm nay rất là thiếu người luôn. Tôi cần một bạn PC bắn hay ơi là hay luôn. Để vào bắn với tôi. Vào bắn cùng tôi.
thiếu một người. À, India bot. India nghĩa là gì? Là Ấn Độ đó. Đó, India, India có nghĩa là Ấn Độ nhá. Đó, India nghĩa là Ấn Độ. Rồi, đợi một chút nhá, đợi một chút để cho mấy ông đó vào đã. Tôi cho nhỏ mấy cái tiếng nhạc này đi. Cho nhỏ mấy tiếng nhạc này đi. Đây đây đây, có mấy tiếng nhạc này cho nhỏ đi. Không nó ổn đấy. Ok 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 rồi. Ai gọi nữa? Alo bro. India bot. ID ID lại ID à? 7436339 36339. Ờ rồi rồi rồi. Tôi gửi sai ID phòng xong rồi, ông đấy ông hỏi tôi là ID phòng là gì. Đây tôi gửi lại. Quên nhầm. Hôm nay mặc đồ đúng như ta. Mặc đồ đúng như ta. Rồi, cái đồ này phải gọi là chiến thần luôn. Phải gọi là chiến thần luôn. Từ từ nhá. Chờ một chút. Chúng ta hãy cùng xem intro. Từ từ, không biết có phải intro không ta. Không có intro rồi. Hôm nay tôi quên không cài intro rồi. Đây đây, để tôi mở cái intro khác nhá. Để tôi mở cái intro khác nhá. Chờ tôi tí nha, tôi nhắn nhủ đồng đội tôi một chút á. Ê, từ từ tôi à, đây đây tôi cho anh em xem luôn cái intro nhá, để cho anh em đỡ kiểu buồn nhá. Đợi tí cho anh em xem intro này. Intro thứ nhất. Ê, từ nhầm bên. Đây từ. Này. Intro thứ hai. Từ. Này. Intro thứ hai. Cho bọn Ấn Độ biết thế nào là Việt Nam. Đức Bom TV. Ngày xưa tôi bắn hay hơn chứ bây giờ tôi bắn gà của mẹ ra. Thật sự luôn đấy, ngày xưa tôi bắn rất là hay mà giờ tôi bắn rất là gà. Uầy. Cái gì đây nữa hả? Cái gì đây? Việt Nam Buda là gì? Việt Nam Buda là Việt Nam Bú Đá. Trời ơi. Kích S4 à? Đá S4 ra. Đây này. Các bạn đừng vào nhé, các bạn đừng vào phòng nhé. Tôi khuyên các bạn đừng vào phòng. Rất là mất thời gian nhé. Còn thiếu một slot nữa. Các bạn làm trên livestream bán không? Nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh, subscribe mình nhá. Cảm ơn anh em. Còn một slot. Úi dồi ôi, vẫn có mấy ông mò ra một khẩu thì cũng là tài đấy. Được, khá đấy. Rồi, chúng ta chuẩn bị vào trận đấu thôi. Bên bạn, để bắt đầu vào trận đấu tôi cũng xin giới thiệu với anh em luôn. Thì bên India, tức là bên Ấn Độ, là bên phim Cô Dâu 8 Tuổi, có sự góp mặt của những diễn viên hàng đầu, đó chính là LGXGOT. Anh này có số lượng subscribe trên YouTube đó chính là 100k đến 200k, tôi không nhớ. Nhưng Smooth 444, anh ta là một người có kỹ năng hàng đầu của Ấn Độ, hay còn gọi là server Trung Đông. Anh ta, tôi nói một chút là như này.
ở trong trận đấu này ấy là chúng ta sẽ có cái thể thức đấu là 5 ván. Tức là mọi người cứ đừng thấy Việt Nam thua trận đầu mà mọi người bỏ xem trận sau nhá. Và anh em biết như nào không? Không có kỹ năng nhân vật, không có skin súng. Tất cả chỉ số đều bị tắt đi cho nên là đều bằng nhau hết. Không có ai hơn, không có ai kém. Và Smooth là một người có kỹ năng hàng đầu ở bên server Trung Đông. Anh ta có một cái kênh YouTube có số lượng subscribe lên đến 1.7 triệu người theo dõi. Gần 2 triệu người theo dõi sao tôi không nhớ, nhưng mà anh ta là một người rất là nổi tiếng. Anh ta được ví như là Y444. À, anh ta kỹ năng của anh ta còn hơn cả Y luôn. Tôi thề và đảm bảo kỹ năng của anh ta hơn cả Y. Còn đây là Binat, anh này cũng là YouTuber và anh ta cũng có một số lượng sắt rất là nhiều. Anh ta rất là nổi tiếng. Còn đây là Zat. Zat B cũng là một người nổi tiếng ở bên cộng đồng kỹ năng ở bên nước ngoài. Nói chung là ở đây đều là YouTuber hết. Còn ở bên phía Việt Nam chúng ta là ở trong cái bốc của tôi có mấy bạn ví dụ như là Hùng Mõm này, Hờ Thiên này, Phong này. Ok, chúng ta sẽ chat là are you ready để bắt đầu trận đấu. Are you ready? Đấy. Are you ready? Are you ready? Alo, are you ready? Let's see. Are you ready? Tài sản súng tắt là sao? Ý là kho súng không. Ok, kho súng không. Ok. Sổi ôi. Tôi mà bắn ấy phải nói là Việt Nam thua. Còn tôi mà không bắn ấy Việt Nam thắng. Không có nhiều. Ôn can. À, Banadup. Có nghĩa là tôi vẫn chắc là Banadup, tức là không sử dụng khẩu AWM. Đấy, không sử dụng khẩu AWM. Ok. 1 2 3 Yo! Không skin súng, không kỹ năng nhân vật, không một cái gì hết. Tất cả đều bằng nhau, cân bằng trong từng trận đấu. Minh bạch. Hả? Anh Đức ơi, tối quá anh ơi, bắn này khó lắm. Thế này mới vui, anh tạo map tối này nó mới vui. Ê, quên không dồn súng UMP rồi. Chết tiệt. Tôi quên không dùng súng dồn UMP rồi, bên kia người ta dồn UMP anh em ạ. Bên kia người ta dồn UMP đấy. Tập trung nhá, tập trung bắn này. Tập trung bắn nhá, tôi tạo map tối này để tăng cái độ gọi là chịu chơi của Việt Nam. Có nghĩa là bên bạn hiện tại đang là buổi sáng đúng không? Thì bên mình là buổi tối. Ui, từ ông đang gọi gì ta? Tức là Việt Nam sẽ chơi theo kiểu gọi là chiều team bạn luôn. Nó out rồi anh Đức ơi. Sao out ta? Ô sao thêm một thằng out ta? Alo. Ok. Ow. Yeah, day, night, grand night. Ok. Why you put a day and make again room, okay? Day, okay. Nó bảo ao ra rồi anh em ạ. Bên nước ngoài nó bảo ao ra. Chỉnh sang chế độ ban ngày. Make to room again, chỉnh sang chế độ ban ngày. Mẹ ban nào chả bắn được, trời ơi, cứ ban đêm ban ngày, ban nào chả bắn được. Chán thật sự luôn. Bên nước ngoài người ta bảo là chỉnh qua chế độ ban ngày, bởi vì ban đêm người ta không có bắn được. Trời ơi. Xanh, ao. Để tôi bảo đồng đội ra hết, ao rồi, ok. Ao. Thằng Hùng đi đâu ta? Ô, hai cái thằng Hùng này. Ơ
Những người anh em ơi, out ra, tôi tạo lại phòng nào. Bên nước ngoài người ta bảo là nhắn tin với tôi là không có bắn được vào ban đêm, bởi vì là ban đêm tối quá không nhìn thấy thấy Việt Nam, chứng tỏ là nó chê Việt Nam là da đen. Trong khi mấy thằng này đây này, tôi cho xem mặt này, nhân vật bóp da còn đen hơn cả da con trâu. Chán thực sự luôn đấy. Việt Nam da trắng, máu đỏ da à, Việt Nam da vàng, quên. Cái thằng hùng mõm em mình nó delay quá, mời không vào. Đấy, 15k điểm, thấy đẳng cấp chưa? Uy tín luôn anh em, có gì nhớ là ủng hộ nó nha, nó cũng làm YouTube anh em ạ. Ơ bảo ao mà sao không có ai ao? Ao. Ơ kìa, sao không có ai ao để người ta còn chỉnh phong nữa? Rất chi là mất thời gian nhá. Ơ. Ơ. Không ai chịu ao hết vậy. Ok. Đây, anh em nào mà học giỏi tiếng Anh ấy thì đây ở trong tiếng Anh nó là ban ngày. Còn make room again, tức là tạo phòng lại. Nó bảo mình là tạo phòng lại. Sao mấy ông này vào vẫn ở trong phòng bắn bot à? Phải ra thì mới tạo được lại chứ. Ơ kìa. Rất chi là mất thời gian nhé. Tôi đang run lắm rồi lại. Này, đang run như này. Có lên tạo phòng lại không nghe. Tạo phòng lại cho đỡ mất thời gian nhé. Hùng ơi. Thôi để tạo phòng lại đi, rất chi là mất thời gian. Tạo phòng lại nhá. Được. Từ nhá. Rồi, để tạo phòng lại nhá. Mất thời gian quá. Mấy ông còn không chịu thoát nữa. Kho súng không, kỹ năng nhân vật không, vật phẩm không, hòm thính không. Hòm thính ở đâu ta? Cái hạn đạn không hòm thính. Cái này đúng rồi này, quan sát này. Quan sát để tầm 8 thôi. Số người chơi. Ok. Ok rồi đấy. Hùng ơi. Từ anh em ơi, đợi tí nhá. Đợi tí cho mấy ông nước ngoài không vào đã. Mắc mệt luôn. Đang hưng phấn chuẩn bị vào bắn rồi. Có cái nhạc gì nó sôi động ta. Trận đấu phải cân bằng luôn. Chúng ta sẽ không có ai hơn về kỹ năng súng hay nhân vật gì cả. Chẳng qua là bên bạn mặc đồ bot bot trông có quỳ quỳ thôi. Anh em xem thì nhớ cho thầy một like cũng như đăng ký kênh nhá. Nhớ nhá, và bật quả chuông nhớ đấy. Tôi hôm nay tôi bắn gà lên, đừng có chửi nha anh em, hứa đi, anh em chat này. Hứa không chửi Đức Mõm đi. Tôi hôm nay tôi đang rất là tâm lý và tôi đang rất là làm mệt trong người cho nên tôi không có bắn được. Anh em chat là hứa không chửi Đức Mõm. Kể cả tôi có bắn dở, bởi vì hôm nay cực kỳ là thiếu người luôn. Quỳnh Tạ, Sila, Lê Bình, Ken BC, tất cả đều đi bắn giải hết rồi. Còn lại chỉ còn lại bọn tôi thôi. Đợi chút nha. Tôi xem là không biết là giải đang diễn ra là giải gì ta. Tôi không để ý lắm. Từ đợi tí. Đợi tí, như đang bảo có giải gì mà.
Idol, đang có giải phải livestream. Thêm một người nữa thôi. Tạo ban ngày ban đêm quan trọng gì, cứ bắn đi mấy ông nước ngoài cũng gớm, cũng nắm chuyện như kiểu mấy cái con mẹ bán cá ngoài chợ. Rất chi là lộn nhộn nhá, mất thời gian nhá. Còn thiếu một thằng nước ngoài ở đâu rồi? Thằng này thằng Jack này, à còn thiếu thằng Smooth. Đây là Hùng Mõm nhá, Hùng Mõm em trai mình nhá, nó ở trong nhà cùng mình luôn, nó đang ở phòng bên cạnh. Thì nếu mà anh em không biết nó thì anh em cũng nói thật là không biết mình. Bởi vì là nó ở với mình như vậy rồi, clip thì mình cũng quay với nó rất nhiều. Mà anh em mà không biết nó thôi thì chứng tỏ là thằng Đức Mõm này anh em không biết. Anh em hứa thì hứa không chửi Đức Mõm nhá, hứa không chửi nhá. Tôi hay buồn, tôi hay tự ái lắm, đêm tôi hay ngồi khóc một mình lắm. Ui giời ơi, mấy cái thằng Ấn Độ này cứ qua đây chat là bot ấy, với chả lon. Mấy cái thằng Ấn Độ này xem kênh của thằng của cái ông Lon Top Gaming này đang có bao nhiêu người xem ta? Bắt Lon Top Lon Top Gaming. Wow, Cute à. Ui giời ơi, ông Lon Top mới cho ảnh mới của mình nhìn đẹp trai vậy. Phải công nhận một điều là nhìn đẹp trai đấy. Rồi chúng ta trở lại đi. Ok chúng ta chat nhá. 1 2 2 3. Rồi go. À, từ Zone UMB. Từ Hùng ơi bảo mọi người là dồn UMB nhá, dồn UMB lại nhá. Dồn UMB cho hai thằng. Dồn UMB cho hai người hả? Ờ. À, người ta được đúng rồi. Đúng rồi. Nói hết chiến thuật như này mấy ông Ấn Độ không hiểu đâu. Bởi vì ấy, làm sao mà hiểu được tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam là ngôn ngữ phải nói là khó nhất. Dồn UMB lại nhá. À dồn MV5 đi. Keo. Keo. Rồi. Rồi, tôi sẽ cầm MV5. Ui ui. First blood. Ui giời. Gớm vậy. Biết ngay là cái thằng bắn hay nhất Ấn Độ mà. Nó bắn hay vậy. Đây là vị trí của Hơ Thiên. Đây là vị trí của Phong. Phong, ui ui, Hơ Thiên, hay. Hay lắm Hơ Thiên, hay. Quá hay em ơi, quá cháy. Và chỉ còn lại là Phong và Hơ Thiên thôi. Hơ Thiên đang hở keo và quần máu. Ngay lúc này thì Phong đang làm gì? Rồi, tháo tắt tay cực kỳ là nhanh. Hay. Hay, bắn vào đầu rồi nhưng mà vẫn chưa lấp được. Đây, Hồ Thiên đang ra cover. Còn lại một nửa cây máu. Lúc này Hồ Thiên đang làm gì? Trong lúc này thì bên Ấn Độ cũng đang quây keo và cuốn máu. Cố lên nào. Hồ Thiên đục keo. Phong. Ke tốt nhưng mà lượng máu mất đi là khá nhiều. Hai. Hay lắm em ơi. Rồi, chỉ còn 2-1 thôi. Liệu chúng ta có thể nào mà thắng trong round đầu tiên được không? Thì pha đầu tiên Đức Mõm quá là ngu người luôn ấy. Đây là ai? Smooth, người bắn hay nhất của Ấn Độ đang đối đầu với Phong. Liệu Phong có thể nào mà chiến thắng được tay súng bắn hay nhất của Ấn Độ hay không? Nói thẳng ra là server bắn hay nhất của server Trung Đông. Bắn hay hơn cả Y444. Liệu anh ta có thể chinh phục được không? Phong ơi cố lên. Anh tin em, I love you, chụp chụp mama. Cố lên nào. Cố lên. Ui rồi 18 máu. Ui. Ui da, nó bắn hay quá.
Hay quá. Được. Khá đấy. Căng quá, căng quá, căng quá, căng quá. Bắn 5 chạm nhanh nhá. Anh em nhá, 5 chạm tất cả như nào. Là trận đầu mà thua thì có trận sau nhá. Thôi chả phải mua mũ đâu, bọn này nó kéo đầu mà anh em. Chả phải mua mũ đâu. Tôi tập trung cho bắn này. Nhưng mà tôi bắn ngu lắm, hôm nay tôi run tay thực sự luôn ấy. Bởi vì lâu lắm rồi chưa có những cái trận mà căng thẳng như thế này. Trận này căng chứ, trận này căng mà. Tôi tập trung bắn mà không nói gì lên anh em thông cảm nhá. Ê, từ. Thằng Hùng này ẩu quá. Từ, cột máu anh em ạ. Hở quá. Chết rồi. Từ, tôi bình tĩnh, tôi ke thằng này. Yếu ơi, yếu thằng kia. Căng quá. Tôi hết máu luôn rồi cơ. Ui giời ơi. Tôi ra đây cover á. Ui chặn keo. Ở đây có thằng à. Hai. Lấy máu. Thằng này hết máu rồi. Mày ra. Chết bò ngay. Căng quá thực sự luôn đấy, chưa giờ bắn một trận đấu mà nó căng như này luôn đấy. Căng quá, tôi phải xử lý keo liên tục luôn mà tôi không có thời gian để bắn luôn. Nói thật luôn đấy, là trận đấu khiếp thực sự luôn, chưa giờ trải qua trận đấu căng như này. Lâu lắm rồi tôi không có bắn đấy. Xong rồi chân tay rất là run. Để chuyển cái khẩu này lên đi bắn cho nó ổn định về số lượng đam. Ui giời ơi, chết rồi, tôi không mang nghệ sĩ tử thần rồi. À mà quên, tháo skin súng rồi, quên. Không có skin súng trận đấu này không có skin súng. Bình tĩnh em ơi. Rồi có thằng nào đấy. Không có thằng nào đây cả. Anh không nghe tiếng súng rõ ràng không? Nó ở trong đây nó canh hết rồi này. Ui ai lốc ấy? Nó ba thằng. Ba thằng liền à? Lâu quá không bắn không đang này chịu rồi. Căng quá. Mở keo coi. Hai. Ôi trời ơi, căng ơi từng giây phút luôn. Anh chơi liên quân đi anh không? Mình đang bận chơi cái này mất rồi, mình đang đấu với mấy cái ông ở nước ngoài. Mấy ông ở bên server cô dâu 8 tuổi. Được bài nhá. Đổi bài gì cho khí thế hơn này.
cho âm thanh to hơn tí cho nghe tiếng chân nhá. Ok chưa? Cố gắng đây, run quá. Run quá. Mọng ngu cái gì, đã bảo đừng có chửi mà. Đừng có chửi. Lâu rồi không bắn được chưa? Các anh cứ bắn hay, các anh vào mà bắn. Lấy máu. Lấy sửa lát. Bắn phải kỹ anh em. Ê, nó bờ rào này. Nó bờ rào này. Ô kìa, bắt đầu không chết kìa. Ôi trời ơi, vàng kìa, yếu. Bắn đầu không chết, có vai bắn đầu không chết. Tay zoom quá không kéo được tâm kìa. Nó yếu rồi đấy. Run quá. Anh em ơi, có câu gì để tôi bình tĩnh lại không chứ? Run quá. Thực sự rất là run luôn trong những cái trận đấu nó như thế này, kinh điển như thế này. Lỗi đam sao bắn hai viên đầu cũng chết. Khó xử thật. Nó trong nhà, nó nhảy ra kìa. Hay. Đeo bắp, hay. Tao chạy am cái đầu. Hay. Nháo không con hoàng, tao chạy đó giờ. À, được đội bính còn bảo là bắn chay luôn ấy, không bao giờ sử dụng phần mềm. Bây giờ chay mà bắn khét vậy, thanh niên Thiên bắn khét đấy. Hôm nay run quá không kéo tâm mượt được. Ui giời ơi, thằng kia nó bắn kinh quá. Gớm vậy. Hồi máu cái đây anh em ạ. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh bắn. Không gì phải cuồng. Ui. Hiện tại không biết địch nó ở đâu. Bên kia. Hai thằng này. Hai thằng đẩy này. Hai thằng đẩy chỗ hùng này. Ôi. Ẩu quá, thằng nào đây? Gốt. Không sao, Việt Nam đang 3-1 rồi. Bắn 5 trạng. Một kia chóng mặt vậy, nói thật là tôi chỉ biết mùi muối, tôi không biết bắn đâu, hôm nay tôi bắn ngu mà. Hay. Anh em Việt Nam mãi đỉnh. Thấy chưa? Gạt không vào đầu nhá. Ui giời ơi.
chỉ còn lại Hùng Mõm thôi. Chỉ còn lại Hùng Mõm thôi. Cố lên. Tối nay anh Khao mày đi ăn bít tết, thịt bò, cá ngừ. À! Hay. Hay lắm Việt Nam ơi, mày tôi tạ vãi lìn ra, tôi tạ như kiểu con bot. Hay. Cá ngừ. Em chỉnh đồ nhảy như anh bắn được bạc lần đầu. À. Sao lại đã ăn cắp bị bản quyền rồi, đã ăn cắp bản quyền lục bạc rồi. Nói chung là lục bạc thì anh em chỉnh như mình công nhận bắn đầu thật, nhưng mà anh em đừng chỉnh. Đừng có mà rủ mấy ông Android nhá, bởi vì ấy cái độ nhạy nó chỉ phù hợp với cả dòng iOS thôi. Đừng có đưa cho mấy ông Android nhá. À nhầm PC quên. Đưa cho Android mà để không thì dị lắm ấy. Hôm nay bắn ngu quá. Từ từ tôi check cái thằng cuối cùng đó. Ê, thằng cuối cùng này. Ui giời ơi, chưa kịp bắn, anh em bắn hay quá. Chưa kịp bắn luôn. Chưa kịp bắn luôn. Đang kịp bắn đâu. Kèo này là kèo Việt Nam Ấn Độ nhá. Vẫn như mọi khi thôi. Việt Nam bắn nhỉnh quá. Xin giới thiệu là đây là bốc của tôi nhá. Bốc này là bốc Angle nhá. Hay còn được gọi tên khác là bốc Dubai. Nếu các bạn nào có nhu cầu hoặc là có kỹ năng tốt thì có thể là vào bốc của tôi. Yêu cầu anh em là tuổi từ 2K9 trở lên, kỹ năng tốt, kỹ năng PC tốt thì càng tốt nha. Có thể được đi du đấu những cái trận đấu như thế này. À, chiến thuật của bọn nó sẽ có thằng móc đít này. Nó check kìa, nó nhảy, check ở đây này. Tính có thằng ở ngay đây. Ui, hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu, nhanh. Nhanh kịp anh em ạ. Ui giời ơi, bắn vào cũng được. Hai thằng, hai, Hùng. Bắn đầu cũng được luôn. Không gạt được kìa. Đợi tí nha, đợi tí, đợi tôi một chút nha. Tôi chỉnh lại cái độ nhạy nhá. Đợi tí anh em ơi. Tôi bị sai độ nhạy rồi. Sai độ nhạy rồi. Không sao, tí nữa cố gắng săn kill nhá. Đồng đội bắn tốt rồi. Hôm nay tôi bắn dở. Dở tệ quá. Cố lên nào Việt Nam. Và đây là vị trí của Hùng Mõm. Dùng tay, ui, Hùng Mõm hay, hay. 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 Được. Kỹ năng của bốc tôi phải gọi là xuất sắc. Bài thầy nha, bạn nào mà mai đi thi hay đi học thì anh em cố gắng đi. Ngủ đi. Đừng có xem nữa, đừng có để game nó lấn đấm át tâm trí. Không có nhạc gì hay hay. Bạn hay like cho hay hay. Có thằng này thì sao ấy.
Ê, có cái thùng này, có thùng này nhảy phát tới luôn này. Ô, hai thằng liền này. Hai thằng liền đang chơi chiến thuật nhảy vào trong. Này bắn tệ quá. Ai đi đẹp vậy? 9988676415 đẹp vậy. À, hai thằng, một thằng bắn xong gun không, một thằng. Tôi tưởng có một thằng cơ. Hai. Ghê ghê đấy. Khá. Một không. Đợi tí nhá, xét tinh lại cái độ nhảy ra. Này run quá. Cầm chuột không cầm được luôn. Sao đã off hết rồi? Tham gia vào lại à? Hôm nay buồn quá anh em ạ. Không hiểu sao tay chân kiểu gì bắn không vào đầu được. Sang bên kia đi bạn ơi. Rồi. Một không thôi, mới chỉ là một không thôi. Chưa biết được tương lai đâu. Trận này tôi cố gắng hết cỡ này. Nếu mà không bắn được tôi sẽ thay một người nào đó vào thay tôi nhá. Để tôi xem có ai thay tôi không. Trận này tôi mà bắn ngu một phát nữa thôi thì tôi sẽ thay người. Rồi trận sau sẽ có người vào thay nhá. Tí nữa sau trận này sẽ có người thay tôi. Go. Con này buồn quá anh em ạ, bắn chán thật. Alo bro. Từ á, tôi lên Google dịch nhá, để tôi dịch cái từ này xem là cái ông Ấn Độ ông ấy bảo cái gì. Nước sôi lửa bỏng đang bắn. Dịch này. Tiếng Anh này. Chúng tôi thay đổi một người chơi. Ok bro. Bên kia thay đổi người chơi sao ấy, bên kia thay đổi. Có sự thay đổi. Để tôi tập trung bắn lục bạc nhá. Tập trung tiếp bắn lục bạc này. Tôi đang kia đầu tôi bắn chứ. Bên kia có sự thay đổi người sao ấy. Ao, bên kia có người thay đổi. Ao. Ao ra đúng rồi. Bên kia có người thay đổi người. From Indonesia đấy. Ao ra bên kia có người thay đổi người em ơi. Ra đi. Ao luôn hả? Ờ. Ai bảo đấy anh? Bên kia. Ok bên kia
Chúng ta đợi một chút nhá, bên kia thay người. Bên kia họ muốn thay một cao thủ vào đúng không? Vào đây, gọi ai, gọi hết vào đây. Chán quá. Hôm nay bắn gà quá. Đợi tí nhá, à, tôi bị run tay run chân. Nếu mà run tay run chân thì sẽ phải sử dụng bộ môn thể dục. Ok ok, nóng rồi đấy. Anh nóng rồi đấy. Anh bực mình rồi đấy. Trận đấu này Đức Bom sẽ bắn cân hết luôn. Nóng rồi. Nóng rồi đấy. Anh Đức ơi, mua cho Vương Hoàng keo anh Đức ơi. Keo này, tôi không cần dùng keo luôn. Tôi trận này tôi không dùng keo luôn. Đấy, tôi không dùng keo, tôi đi móc lốp. Này, tôi đi móc đường này này. Tôi đẳng cấp luôn này. Đi chôn mấy anh Ấn Độ. À, ôi, ở đâu ấy? À, thằng này. Hai bắn ghê vậy. Món đi chơi ở đâu ấy? Vâng á. Hờ Thiên chỉ còn lại một người thôi. Hùng BC. Rồi. Hờ Thiên 5.0. Headshot. Ui giời ơi, bên kia cầm MP. Đây Hùng Ngõng cũng đang cầm MP rồi. UMP. Ui giời ơi. Cứu người đồng đội. Cẩn thận nhá. Nó nhảy kìa tường kìa. Ui giời. Hay. Xuất sắc. Hay. Cố lên thầy. Ấn Độ lon có 7-0. Bắn chỉ cần thắng trận này và trận sau nữa là thắng cả luôn nhá. Cho nên anh em cứ vui vẻ đi. Mua cái gì nữa là mua cái lấm này. Rồi, trận này tập trung bắn đàng hoàng này. Bắn tử tế này. Đi collab với đồng đội. Chết mẹ công này. Sở mút này hay nhất Ấn Độ này. Đức Mõm ra đạn la vào đầu nó luôn cho nó buồn cười anh em ạ. Đấy, có hành động này không? Nói trắng ra ấy, thực ra là chó ngáp phải ruồi. Đúng rồi, tôi chẳng là tôi qua pha đấy tôi chó ngáp phải ruồi thôi. Em tin anh.
Đáng ra tôi mở keo tôi định bắn tiếp thằng kia, nhưng mà vấn đề là thằng kia nó cũng gắt, nói chung là tôi cũng thấy nó ghê, nên cho nên là tôi cứ cẩn thận tôi hồi máu ấy đã. Chiến thắng vẻ vang cho Việt Nam thì luôn luôn phải hồi máu. Đi keo như này hợp lý này. Còn bot bắn làm sao mà trình bằng anh được, mà suốt ngày bắn anh trình làm sao bằng anh được. Làm sao mà ăn được anh. Trình thằng này cao thế. Trình thằng này cao quá. Tôi giữa mồm tôi trêu đó, tí trình nó cao quá. Anh Đức Vong toàn chết vậy, chết đâu. Mới chết anh em. Giữa mồm tí mấy anh bắn căng quá. Giữa mồm ấy, anh gáy to. Gáy sớm thì ăn gì anh em, comment lên. Gáy sớm thì ăn cái gì? Ăn đờ bờ, ăn đờ bờ là cái đít bánh ấy, cái đít của cái bánh mì ấy. Không có gì đâu. Chiến thắng có động lực đi thi á. Adu, thầy chiến thắng đi, em có động lực đi thi. Được, thầy sẽ cố gắng bắn trận này thua. Đùa rồi, à thắng. Để cho em có động lực đi thi nhá. Cảm ơn đã xem livestream. Cảm ơn anh em đã xem livestream một giây. Ui, vào đây vị trí của Hờ Thiên đã bị bắn vào lối đi. Vâng, Hờ Thiên bắn vào không trung nhưng mà đã bị làm xuống rồi. Thằng kia nó ngồi một cục ở đấy luôn anh em ạ. Chơi cái quả chiến thuật gì đây? Cầy già, đây là vị trí của Phong. Phong đang làm gì đây? Phong mấy? Phong sấy. Ui rồi, ôi Phong sấy lên trời rồi. Được đấy, 2-1 rồi. Nói chung Việt Nam thắng một trận rồi. Trận này trận thứ hai, trận sau. Trận này mà thắng nhá, trận sau thắng nữa là nó chúng nó về nước luôn. Đúng không? Tôi bắn one clot, one shot cho anh em xem. Quên cứ bảo one clot là cái gì. Tí nữa thằng Hùng ấy, mà MVP trận này ấy. À nó MVP rồi. Nếu mà nó MVP lần nữa ấy, tôi đảm bảo là tôi sẽ khao nó ăn bò bít tết. Ui dồi, đêm này ăn bò bít tết phải nói là thôi rồi luôn. Tuyệt vời mặt trời. Tôi one, trận này tôi one shot đi. Này, tôi có một cái ngách này để đứng nơi check địch đây, cái keo ấy sẽ hở này. Rồi quan sọt rồi, một viên rồi. Các này lắc. Ô, what the fuck gì đấy. Mày chết bò luôn đi. Mày chết bò luôn. Tôi thấy thằng kia lag tôi không ăn sọt được. Nó cứ giật như này thì thằng nào ăn sọt được. Đúng không? Buồn cười vậy. Thằng kia nó bị lag. Nó bị mắc vào cái keo người cứ giật. Ôi là trời, quả ấy tôi tưởng nó dùng cái tuyệt chiêu Thiên Long Bát Bộ gọi là vi ảnh. Cái gì di ảnh cướp ở. Mẹ tôi sợ thật sự luôn, tôi tưởng nó sử dụng cái phần mềm gọi là thứ 105 đấy. Không sao. Tập trung này. Buồn cười. Đấy, tôi đứng ở đấy tôi check này, tôi check xem mà. Đấy, nó đang đi đường mid này.
lâu rồi không bắn chiến thuật như này. Cái này sử dụng chiến thuật nhiều hơn là đứng múa may quay cường kéo tâm. Úp kìa. Yếu hả? Đứng cho kiệu lên. Gạt thằng này. Úi giời, thằng này nó tháo giáp ra. Nó không mặc giáp. Giật mình vết. Này, đã đau tim rồi mấy thằng này cứ hù dọa mình. Con tim nó mong manh, nó yếu đuối. Nó hù dọa mình, giật hết cả mình. Hay lắm, và đây vị trí của Phong. Phong lao ra. Phong đang bắn. Phong đã gặp đầu được một người rồi. Đây vị trí của Hùng VC. Hùng VC thao tác rất là nhanh. Rồi. À, con tim mong manh. Con tim dễ vỡ. Đức mong ngu. Đã bảo rồi đừng có chửi. Anh em vào bắn đi. Nó biết là nó căng như thế nào. Tôi có bảo tôi bắn hay, tôi bắn vừa rồi thôi mà. Hôm nay tôi đang bị kiểu trầm cảm ấy, tôi đang bị kiểu sợ ấy. Tôi đang bị kiểu run hết tay chân, không có bắn được cái gì hết. Clip thì tôi quay của hôm nọ rồi. Của hôm nọ tôi quay rồi. Má, nó trước đằng sau rồi, ui giời, nó chơi góc hẹp kìa. Bọn này đi bo tốt quá. Bọn này có một cái chiến thuật đi bo rất là tốt. Đầu áp xử lý tốt quá. Hay. Thùng mõm, ra đạn vào đầu. Bọn này tư duy của nó chơi game rất là tốt nhá. Nó còn thông minh hơn cả tôi luôn đấy. Rồi, yếu bóng vía rồi. Nhanh. Yếu. Mấy thằng này thông minh quá. Sao không dựng cái thằng người để nhảy keo nhỉ? Xem tư duy chơi game của Hùng Mõm này. Thằng em tôi này. Hùng Sapa đến từ Phan Di Băng. Ghê vậy! Tạ vậy, ừ, mình tạ mà. Tạ, mình họ tạ Minh Đức mà. Ghê vậy, đó là Hùng Mõm. Anh em hãy déo cái tên Hùng Mõm lên nào. Đồ anh, top 1. Tôi phải luyện, tối nay tôi luyện lại. Ở hôm nay không có Silla. Sau trận này tôi sẽ thay một số bạn vào bắn. Trời ơi, tôi bắn ngu quá. Trời ơi, tôi thử bắn sung sung nhá. Mỗi lần đợi xích vào một tí Hùng ơi. Mở kêu. Ui giời, yếu bắt đầu kìa, một tiếng đầu ơi.
Không, không sao, trận này thắng rồi. Trận này Việt Nam thắng rồi. Trận này Việt Nam thắng rồi, thắng chắc luôn. Ăn chắc rồi. Ăn chắc luôn. Thằng kia cầm sóng vun nó súng hai viên đau quá. Kéo đầu, kéo đầu, kéo đầu. Cố lên em, cố lên em. Cố lên. Ui. Căng thế nhở? Hai. 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 Trận cuối cho anh thể hiện với. Nghe run quá. Có cách nào sang Ấn Độ xem không anh? Có, em ấn Long Top Gaming L ngắn nhá. Rồi em sang bên đấy em xem là chúng nó chửi Việt Nam như thế nào. Chửi gọi là chửi vui vui ấy, gọi là bóp bóp các thứ ấy. À, yêu cầu để mua cái này xem có ai mua cho không cả. Không có ai mua cho. Buồn nha. Thì xong live stream này tôi sẽ ngồi tôi nói chuyện với người lạ. Đấy, cho nó vui. Kìa kìa, nó 2-3 thằng trong keo kìa. Lão yếu, mình yếu rồi. Lão yếu, mình yếu, tôi bắn một viên đầu rồi. May quá. Tôi vừa bắn nó được một viên vào đầu. Ôi giời ơi, một viên vào đầu rồi. Không ăn. Không ăn, một viên đầu rồi. May có một viên đầu đó. Tranh nhau nhảy ra đi. Tôi đứng ra tôi check. Ui. Được, xử lý tốt. Đầu trần quá. Double kill. Phong Hoàng ngày trước là mang mấy cái tiếng kiểu này kia ấy, nhưng mà hôm nay nó bắn chay tốt phết. Nói thẳng là bắn chay rất là tốt. Tôi đùa anh em từ đầu livestream đến cuối livestream, bây giờ tôi mới bán. Trời ơi, dăm ba trận game. Bây giờ bắn này. Ok, ra khu ra keo kìa.
Ui giời ơi, nhảy xây đầu. Bounty shot ghê vậy. Đúng là nhục nhã quá đi mà. Hay dạ, đúng là nhục nhã quá đi mà. Nói ra một cái câu mà thực sự rất là nhục luôn đó bà con à. Tôi buồn quá. Triple kill. Không sao. Tỉnh dậy và mắng tiếp tôi bà con. Không sao hết. Đã mang tiền là đứt móm thì phải móm chứ bà con. Không sao, mình vẫn rất là đẹp trai. Nhưng mà tôi bực phết ấy. Bây giờ tôi phải bắn đật thế này nhá, đảm bảo luôn uy tín là bắn đật nhá. Không đùa đùa nữa nè. Từ nãy giờ đùa nhiều. Không có kỹ năng nhân vật. À đúng rồi, không có kỹ năng nhân vật. Đúng rồi, không có kỹ năng nhân vật. Tôi bắn không có quen tí nào luôn ấy. Thằng này mày sử dụng cái gì? Mày khai nhanh. Mày quá lòng xuyên trợ lỗi. À lô cho bạn tao, nó sẽ đưa mày đi. Mày muốn chơi cái loại nào? Cha đừng chỉ sống cùng mẹ không có cha. Mình không ai dạy dỗ nên để sống trộn. Cố lên, cố lên Phong Hoàng. Cố lên, cố lên à. Nó không cần được kèo đâu. Ui giỏi ơi, quan sát từ vị trí cùng Phong. Quá là hay. Mặc dù là chúng ta có thể nhìn thấy là Hùng Mõm đang cầm cái súng, là tất cả chỉ số súng trong vòng đấu này tôi đã tắt hết đi rồi, cho nên là một kèo đấu công bằng. Có cả đầu như trứng gà. Ai? Tôi á. Nhưng chỉ là hot boy. À được, cái này được. Biết thế khi xưa đừng chung đường. Cố lên anh em ơi, 1v3 anh cho mày cái lịt. Anh bảo 1v3 anh cho mày cái lịt, mày không lấy cái lịt nhỉ? Tôi đang bị mấy thằng Ấn Độ chửi là cà bót. Kệ, không quan tâm. Hôm nay tay chân tôi rất là run bởi vì tôi không có ăn gì từ sáng đến giờ rồi, và tôi kiểu mải edit clip ấy, xong rồi bị mất trình bắn. Cứ trước khi nào bắn những cái trận đấu này tôi phải bắn tầm đâu đấy khoảng 10-20 trận tôi mới có kỹ năng được. Còn những cái vòng đấu như này không kỹ năng nhân vật không thể nào mà phát huy được những cái kỹ năng của mình ra. Ui cái gì vậy? Đi nhảy ông nội. Quay à, này chơi cái mông vãi gì đó hả? Quay à, cái định luật này nó phải là cái định luật vật lý ở bên Ấn Độ không đó hả? Trời ơi. Phần mềm gì đấy, cái phần mềm thứ 150 à? Hay
ông Tạ này, công nhận Tạ thật, nhưng mà tôi không hiểu tại sao pha đấy tôi không hiểu tại sao mà chết tôi được tài thật. Ui thằng ít cốt này bắn kinh đấy, hôm nọ bắn tạ tôi thề hôm nọ tôi hành cho như con gà luôn, hôm nay nó bắn kinh vậy. Lo ngạc à hay là ruốc lo ngạc? Cố lên Hùng ơi, cố lên, đừng có múa nữa Hùng ơi, đừng múa nữa, anh xin. Nếu mà trận này mày thắng, anh cho mày một chuyến đi du lịch ở Hồ Gươm. Cố lên. Ui dạ, gớm quá. Nó lật kèo rồi. Tôi bắn khẩu súng tủ nhá. Súng tủ này. Súng tủ như mọi khi này, như đợt đó mà tôi hay bắn trên livestream này. Mà anh em bảo tôi bắn như hack này, tôi bắn cái khẩu súng tủ cho anh em xem nhá. Đừng bảo tôi hack nhá. Đừng bảo tôi hack nhá, tôi nói trước ấy. Mẹ rồi, trước khi thể hiện. Trận nữa là xong rồi nhá. Trận nữa là từ tôi cho ấy vào nhá. Trận này tôi bắn đúng kiểu nhảm nhí thôi. Alo bro. Alo. Check messenger bro. Ok. Check messenger rồi. Hùng ơi, ra anh bảo Hùng ơi. Hùng ơi, anh em đợi mình tí nhá, bên Ấn Độ. Bên Ấn Độ không cho Hùng bắn nữa rồi, loại Hùng thôi. Bên Ấn Độ. Cho LTL vào bắn đi. Cho LTL vào bắn đi. Rồi, để tôi chắp một khẩu cho thằng em tôi nhá. Bên Ấn Độ không cho Hùng bắn nữa rồi, Hùng bắn ghê quá. Rồi, trận này mày dừng lại video lại ngay đứt ngu.
Rồi chạy tôi bắn cho anh em xem nhá. Mệt quá. Việt Nam hacker bot. What the fuck hacker. Đợi tôi tí, tôi thay người anh em nhé. Đợi tí để cho làm cái trận chốt. Jack BC. Trời ơi. Trời ơi, bên Ấn Độ người ta bảo thằng Hùng mõm sử dụng hack mà trong khi thằng Hùng nó không sử dụng hack. Chán đời. Thằng Hùng nó bắn như vậy bảo thằng Hùng có sử dụng hack. Từ anh em đợi tí nhá. Ok, check, ok, check now. Ok. Hacker. Go. Go. Hùng ơi, check PC Hùng ơi. Đi cốt. Check FB. Ok. Check FB. Yes. Check FB. Ok. Go game. Hùng chui đâu? Check BC. Yeah, check it. A messenger. Ok. Isko Vietnam mein bolna padega. Low hacker. Ok, low hacker. Legend. Are kya? Vietnam legend. Vietnam bot. Vietnam legend. Bên kia cứ bảo Hùng mõng sử dụng hack chứ đây tôi cho nó check luôn. Đợi tí anh em ơi, đợi tí cho nó trận cuối cùng đi. Ok. Invite fast. Otherwise he will delete his hack. Đây. Ông Shui hack. Cái ông Ấn Độ này đang bảo Việt Nam sử dụng phần mềm thứ ba mà trong khi Việt Nam không có ai sử dụng phần mềm hết, đều là bắn chay. Em anh dùng data mà data chay, data xài bằng cơm. Đấy, chạy bằng cơm, phải ăn cơm thì mới bắn được.
cho check BC. Thua thì cứ đổ tội cho hack mấy lần rồi ấy. Anh em để ý tổng cộng em đếm là bao nhiêu lần bên này bảo là thua dùng BC à dùng data. Show screen. Đợi tí tạo phòng lại nhá. Screen share. Ok, trong lúc check phòng tôi sẽ tạo lại phòng. À tôi sẽ vào huấn luyện, tôi luyện tập lại tí nhá. Anh em đợi tôi tí nhá. Luyện tập lại tí. Check messenger. Ok. Ok. Rất chi là mất thời gian nhá. ये स्मार्ट है ना इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल खतरनाक वाला इसको मूंछ वगैरह हड्डी वगैरह कुछ नहीं आई छपरी तभी तो बोलते हैं इसको बाल भी ऐसे करा के रखे हैं फोम डीयूसी क्रिएटेड द ग्रुप भाई तब ची ना मत इधर ओके स्क्रीन शेयर डिस्कॉर्ड ओके हूँ आई बाप चेक बीसी हूँ आई अच्छा बुक पे कॉल पे check BC đi. Mày vào check BC đi. Ok. Ok. Hả? Cầm Discord. Ở Med hay là ở Discord đấy. Discord. Cầm Discord. Ok. Dựa lại thì lấy lại thao tác. Đây. Here là đây Hùng ơi. Here là đây nhá, here là đây nhá. Here. Ôi giời, mất hết tác tay rồi, từ. Đợi tí, luyện lại tí anh em bạn, luyện lại tí đã. Xong rồi bắn. Mày cứ nhắn med đi, gọi med đi. Hùng ơi cứ gọi med đi để anh luyện lại thao tác tay một tí đã. Ngày hôm nay không có bắn này, bắn khó chịu thật sự luôn đấy, bị chửi cũng nhiều cũng bực chứ. Đúng không anh em? Ê cái khẩu ấy bị giảm sát thương sao ấy? Khẩu ấy bị giảm sát thương hay sao ấy? Ok thằng nào? Bị giảm sát thương hay sao ấy kìa? Rồi bây giờ ra đạn vào đầu này, bây giờ ra đạn vào đầu này. Chết tiệt. Khéo mình chỉ bắn được lục bạc thôi. Đó, chỉ bắn được lục bạc thôi. Không bắn được khẩu nào khác. Khẩu này bị giảm sát thương rồi. Tôi đang nghiên cứu là sẽ dùng khẩu nào để bắn với Ấn Độ. Khẩu này bị giảm sát thương nặng luôn ấy. Bắn cảm giác như kiểu là gãi đít cho con trâu ấy. Này. Chỉ bắn được lục bạc thôi. Việt Nam Lowbot India Bot. Đúng rồi. Đúng rồi, cho tôi xin một chút thời gian tôi lấy lại cái thao tác tay nhá. Thường luôn. Không biết ai động vào máy mình chơi cái độ nhạy nó bị thấp đi nhỉ. Không biết ai chơi vào cái máy mình cái độ nhạy của nó bị làm sao ấy. Hay là ai chỉnh ở trong cái blue ta.
Ai chỉnh ở trong cái blue ta? Tôi là ngày hôm nay tôi bắn cảm giác nó không phun đỏ được như ngày bình thường ấy. Cảm giác sao nó bị làm sao nhở? Đúng rồi, anh em để ý xem tôi hôm nay tôi bắn nó bị khác ngày thường nhở? Đây, ở bên này có thằng này, bên này có thằng này. Bắn xong thằng này luôn. Nghe nó bắn 2 viên. Thôi tập tí. Ê, ok. Ở trên đầu. Mở blue stack xem lại DBI á. À? Không, hình như có thằng áo ấn cái loot ở trên con chuột đấy. Làm cho bây giờ con chuột nó nhanh với đái luôn. Bây giờ con chuột nhanh cực luôn đấy. Bắn khó vào đầu thực sự luôn. Đấy, đây. Con chuột nó loạn cực kỳ luôn đấy. Hình như thằng Hùng nó vào PC mình như sao ta. Tí xử tội. Nhưng mà bắn MP5 thì vẫn vào đầu mà. Đây, bắn MP5 vẫn vào đầu. Còn bắn mấy khẩu ăn sọt khó vào đầu á. Đây, bắn MP5 nhá. Bắn MP5 này. Ui, phun vàng kìa. Bắn MP5, vẫn vào. Cho tôi xin chút thời gian nhá bà con ơi. Để tí nữa làm nốt quả trận chung kết với cả bên Ấn Độ luôn. Cho nó nè. Ôi, có thằng ở trên này này. Tiếc quá. Để làm mãi đỉnh cái gì nữa không nội. Hiểu ra vấn đề rồi. Đội nhạy. Hiểu ra vấn đề rồi đấy. Đội nhạy thấp, độ nhạy để không nó cũng không hay. Phải để thêm là 5 hay sao ấy. Thằng ấy ngồi không kéo tâm rồi. Đây để test với mấy thằng này cho mọi người xem nhá. Từ. Đây. Đó, được rồi. Súng sạc. Meta này kiểu nhiều anh em bắn súng sạc quá ấy, nó bị loãng. Ai cứ ngồi. Mày ngồi với tao, ngồi. Cụ tổ ngồi rồi. Trời ơi, độ nhạy chuẩn, độ nhạy 5 nhá, PC độ nhạy 5 nhá. Đi PC độ nhạy 5 nhá. Nói nhiều, mất thời gian. Từ từ á, bắn mất mặt đây. Lốt lần này cho anh em xem PC độ nhạy 5 nhá. Đấy. Đấy. Alo. Anh bạn. Đợi tí nha em ơi. Lại check. Thank you.
Mệt thực sự luôn ấy, thằng em mình không hack mà bên Ấn Độ cứ bảo là hack. Mệt thực sự luôn. Việt Nam không hack mà Ấn Độ cứ bảo hack. Mất thời gian quá. Từ sau không bao giờ có một trận đấu nào bắn với Ấn Độ nữa. Thua cứ đổ tội cho hack. Thua đổ tội hack ạ. Từ sau không bao giờ có một trận đấu nào với cả Ấn Độ nữa. Thắng bại tại wifi, thua bảo hack. Bực mình quá. Alo. Cái này nó bắt tâm khó chịu thật. Cái này nó cứ bị dính dính vào người này. Này này. Đấy đấy đấy. Thôi không tập luyện với cái này nữa. Tôi tạm phòng lại nhá, tôi hơi bị mệt đấy. Hôm nay tôi livestream không vui luôn. Bên nước ngoài cứ bảo là Việt Nam sử dụng hack, xong bây giờ check ra không sử dụng hack. Bực mình. Bắn nốt trận cuối này. Quá mệt mỏi rồi. Anh em đợi cho mình xin một chút thời gian nhé. Mày. Hùng ơi vào đi Hùng ơi, không phải check ấy đâu. Mà vẫn check, để nó check đi. Có xài đâu phải sợ. Có xài hack đâu mà phải sợ nhở. Hôm nay đã mệt, đã không có tâm trạng để bắn rồi, tay đã run rồi. Cho nó còn làm mất thêm thời gian nữa. Bây giờ rủ nó bắn one shot nhá. Rủ nó bắn one shot. Để rủ bắn on shot nhá. Mệt người, rủ bắn on shot luôn. Cho nó chất.
Hùng ơi, Hùng tí bật mic bảo mấy anh em ở trong bảo mày với cả ai bắn nhở, mày với ai bắn tốt được con sọt thì gọi vào nhá. Mày với ai đi vào thì vào đi. Mày với ai? Nhưng mà anh mới cho thêm thằng An vào rồi. One shot, trận này bắn one shot. Tôi mở nhạc khác tôi nghe đây. Có cái nhạc gì hay nhỉ? Nhạc. Nghe tiếng của tôi to chưa anh em? Trận này bắn on shot luôn. Hả? Ok. Trận này sẽ là bắn on shot anh em nhá. Bắn on shot đi cho nó nhanh. Hôm nay nó rất lủng củng luôn đấy. Cái thằng cha Ấn Độ này rất là mất thời gian luôn. Dù bọn này bắn one shot luôn. Low spam. Hùng ơi, bắn một viên thôi, bảo mọi người bắn một viên thôi, đừng có bắn hai viên nhá. Bắn một viên thôi Hùng nhá. Ôn gan là sao, ăn sót mà. Trapped in my mind, I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Mệt quá, nước ngoài ơi. Vẫn bắn ôn quan. Bắn như bình thường hay sao ấy, từ để anh xem ha, cứ bắn one shot vào dao đầu ấy nhá. Cứ bắn one shot dao đầu ấy nhá. Dao đầu cứ bắn one shot đi. Cố bắn one shot này. Mệt mỏi quá đấy. Crazy.
bắn con sọt tuổi Việt Nam luôn, nó thật. Bảo An là bắn con sọt đi, bảo An là bắn con sọt đi. Bảo bắn con sọt rồi, bắn. Ôi nó bắn UMP kìa. Cả trận này mình bắn con sót đi. Kệ nó bắn súng gì, nó bắn mình bắn con sót. Đó là phía xưởng đấy anh. Tôi đến chịu. Alo bro. Ok ok. Hùng ơi sâu sâu. Sâu sâu man. Mày không sâu man cho người ta. À mệt thật sự luôn đấy. Bắn không bắn cũng nặng, sâu cam sâu cam. Chán chẳng muốn bắn nữa anh em. Tôi không muốn bắn nữa. Tôi chán, tôi không muốn bắn nữa ấy. Kiểu dạng như là thằng Hùng ấy, thằng Hùng nó bị ngắt máy tính, xong mà bên Việt Nam còn có 3 người, xong bên kia cứ bảo check sử dụng hack. Từ nãy là tôi chỉ nói đúng cái vấn đề bên kia bảo Việt Nam sử dụng hack là đã thấy ngu rồi. Hôm nay tôi không vui. Thằng Hùng nó không chơi đâu anh em ạ. Thằng Hùng nó không chơi rồi. Bắn hay bảo người ta sử dụng hack. Tôi không muốn bắn nữa luôn đấy. Tôi bị vây rồi. Now the
only thing I'm holding is a broken soul. Locked down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, I'm trapped, I can't get out of. Back to the basics, you're crazy as hell. And I can't bring myself to say I wish you well. Trying to be tough in a world that's a place. You told me that you would stay. First try. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. With my sense of time and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Feel too late to weak and too kind. My heart's on double kill. I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Why, oh why, you lie, you lie. Tôi sẽ trận này tôi sẽ không nói chuyện nữa, tôi không muốn nói chuyện nữa. BCM lên rồi. Lúc anh hỏi nó cần sâu. Lười bắn quá. Triple kill. Lười bắn quá. Tôi không muốn bắn bởi vì là Việt Nam lâu hack, Việt Nam lâu hack. Việt Nam không sử dụng hack. Anh Đức thua đi cho nhục. Lười bắn đấy. Kiểu dạng anh em chỉ cần chat là Việt Nam lâu hack được rồi. Alo bro. Video. Ok ok. Tôi chán, tôi bắn kiểu bắn chơi bắn bưởi, tôi không muốn bắn ấy. Hùng ơi đừng mất thời gian, không cần phải sâu đâu. Nó bắt sâu thì mình có hack rồi, mình cứ sâu mãi được. Sâu cả ngày nó xem rồi. Ấy đừng để tay viên là hẹo luôn. Trận đấu này nói chung là ấy, Việt Nam thắng thừa sức với ba người ấy. Tôi không muốn bắn. Nhưng mà bên họ cứ bảo bên Việt Nam hack, hack cái không hack. Bắn thì vàng khè ra. Nhiều lúc nghĩ buồn nhá. Việt Nam bắn kỹ năng bên nước lúc nào lúc ngoại bảo hack. Lúc nào trong cộng đồng game bảo xài data. Mà trong khi thằng em tôi nó ở cùng nhà với tôi. Trước khi vào trận đấu kẻ tôi dặn rồi, kẻ nó không dùng hay nó dùng thì tôi cũng dặn là đây là trận đấu giao hữu, bắn chay.
Tôi đã kiểm tra máy hết các thứ rồi. Xong là bây giờ mang tiếng ra. Xong rồi bây giờ người ta nó bảo với fan của bên nó là Việt Nam sử dụng hack. Xong rồi làm cho bên đấy sang bên này cứ spam comment là Việt Nam sử dụng phần mềm thứ ba. Chán thật sự. Nó cười cái gì ấy? Hả? Cái gì Hùng ơi? Em nghe. Tự sát cho nó lành. Anh Đức còn like không? Anh Đức còn. À tôi đang xem thằng đúng không? Tôi đang sâu màn cho nó xem này. Thằng này nó nhiều vãi. Thực sự nó nhiều vãi. Tôi đang vẫn đang bắt sâu màn nó xem vẫn thấy. Hôm nay tôi bắn ẩu hết cỡ luôn đấy. Chắc là tôi giờ tôi chả quay game nữa. Tôi nói thật tôi cũng chả quay game nữa. Kỹ năng của Việt Nam không được công nhận. Ai vào máy tôi chỉnh giờ bắn không được luôn này. Đấy, bắn chay luôn nhá, mọi người nhìn thấy không? Gạp không ở đầu này. Cố lên. Cố lên thắng sớm ngủ sớm ấy. Tôi tập trung bắn, thắng sớm ngủ sớm ấy. Hôm nọ tôi bắn dã với anh như con ấy, hôm nay tôi không bắn được luôn. Cố lên nào Hùng ơi. Hồi máu. Trốn vậy. Nó chặn bò. Chết bò. Hai người chặn bò, chết bò. Chơi chó. Chó quá. Mắc 7 á, có mắc 7 không? Không có mắc 7. Tôi thủ giảm độ dậy thấp hơn xíu nha. Chờ tí. Thấp hơn nữa nhá. Để xem có bị hình tâm không. Có thằng nó bên dưới này. Ảo thực sự. Ảo ấy. Hôn. Double kill. Tôi bảo từ đầu rồi. À trận này tôi không có bắn, trận này tôi không có chơi. Trận này tôi chỉ vào làm hùng nhìn thôi. Tôi bảo từ đầu rồi bởi vì hôm nay tôi không có bắn được. Hôm nay ai thằng Hùng hay là ai đó vào trong máy tôi chỉnh kiểu cái độ nhạy ở trong máy ấy. Nó đi xuống giờ nó không kéo được tâm luôn. Mà kiểu nó cứ bị kiểu như này này. Này.
đấy, nó cứ bị quay nó kiểu bị dấu cộng ấy, bị như này đấy, bị dấu cộng như này. Tôi nói thật, alo, Hùng ơi, chia sẻ màn hình. Tôi không muốn bắn đấy, không phải là ấy đâu. Bây giờ nhá, cái màn hình này các bạn cảm tưởng nhá, nó cứ bị dấu cộng nhá, lướt lên là nhanh, lướt sang là nhanh, còn lướt chéo không được luôn đấy. Này, các bạn nhìn nhá, này như này đó, các bạn hiểu không? Các bạn nào chơi PC sẽ hiểu ra vấn đề. Tôi không hiểu là ai chỉnh kiểu gì ấy, có độ nhạy chéo không ta? Nó thủ hết ở đoạn giữa rồi. First blood. Phá keo cho anh em vào này. Bật bảng hack bé mon không, tôi hết động lực chơi game rồi. Giờ chơi game nó cứ sàm sàm sao ấy. Có lẽ là tí nữa tôi sẽ dành thời gian cuối livestream và tôi sẽ ngồi tôi luyện tập lại. Tôi chỉnh lại thao tác và tôi xin thêm ý kiến của anh em về những cái thao tác của anh em. Sense of time and I'm not alright, feel trapped in my mind.
Đấy kéo rồi không vào đầu nữa. Kéo giờ không vào đầu nữa rồi. Không, tôi bị mất ấy rồi. Đúng rồi, đúng rồi, bị hỏng thao tác rồi, bị hỏng thao tác rồi. Ai vào máy chỉnh ấy. Định mệnh nhớ ra rồi Hùng ơi. Sao cái bản Free Fire tải về cho anh nó khó, nó bị làm sao vậy? Không kéo được luôn, nó cứ bị kiểu sống cộng ấy. Do như kiểu bot luôn. Giờ bắn không được luôn, giờ bắn như bot luôn. Như còn tệ hơn con bot đấy, con bot nó còn có đam. Rút trận này tôi nghỉ nhá. Đi xin một trận solo one shot là xong. Bên này nó bắn đổ khí thật sự luôn đấy, bắn như kiểu xài xài đồ luôn, rất hay. Đi kiếm cái nói chuyện với người lạ đi. Rồi đi. Đợi tí anh em ơi. Hình như là có cái ôm mê nói chuyện với người lạ này. Cái này để nói chuyện với người lạ này. Có anh em nào ghép không?
Anh em có biết cái này không? Từ từ để tôi cài đặt tôi thêm cái webcam của tôi vào đó. Webcam này. Micro. Rồi. Ôi. Sao không có dùng được ta? Bạn từ chối truy cập camera và micro của bạn, người trò chuyện sẽ không thể nhìn thấy. Từ chối đâu ta? Luôn cho phép. Rồi. Tôi đang tính là ngồi nói chuyện với cả người nước ngoài tí. Đây là mình cho phép rồi này. Nhận được chưa ta? Đây, hình như được rồi. Cái này có nghĩa là để nói chuyện được với người Việt Nam lẫn người lạ luôn. Nhưng mà tôi đang bị cái vấn đề là không biết màn hình của tôi bị làm sao ấy. Chắc là phải ngồi tâm sự với anh em thôi. Có anh em nào biết chỉnh không? Có anh em biết chỉnh cái này không? Ủa? Kỳ lạ vậy? Hôm nay tôi live stream thực sự là tệ cực luôn đấy. Thua thật rồi đâu, đang dẫn 2-1. Luôn cho phép truy cập micro. Alo. Bro, check messenger. Okay. Biết chỉnh cái này như nào thôi. Người ta chỉnh được mình không chỉnh được nhỉ. Đã cho phép micro. Cho phép này.
Chào đối tác livestream anh em ơi. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở các clip sau nhá. Các buổi livestream sau nhá. Hôm nay tôi không ổn.